người đi đường giúp một sản phụ vượt cạn ngay giữa đường. Đang trên đường đến trung tâm y tế để sinh đẻ, sản phụ chuyển dạ đột ngột, được người đi đường hỗ trợ đỡ đẻ thành công. Ngày 29 tháng 10, bác sĩ Hồ Ngọc Hùng làm việc ở trạm y tế xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tại sức khỏe của mẹ con sản phụ Hồ Thị Giang, 26 tuổi ngụ tại thôn Trà Huynh, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, đã ổn định và gia đình đã đưa mẹ con sản phụ về nhà chăm sóc. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, khi đang chạy xe máy chở hai con nhỏ về nhà trên tuyến tỉnh lộ 622B qua xã Trà Lãnh, huyện Trà Bồng, chị Nguyễn Thị Yến Ly, ngụ tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, phát hiện một phụ nữ đang mang thai nằm ven đường, vẻ mặt đau đớn nên dừng lại hỏi thăm. Lúc này, người đi cùng với phụ nữ trên cho biết đang chở chị xuống trung tâm y tế huyện Trà Bồng để sinh con, nhưng đi giữa đường, chị đau quá không thể ngồi xe máy nên dừng lại rồi nằm ngay bên lề đường. Ngay lập tức, chị Ly cố gắng tìm số điện thoại trạm y tế gần nhất nhờ hỗ trợ nhưng chưa kịp gọi, bất ngờ sản phụ chuyển dạ. Thế vậy, chị Ly và người thân đi cùng sản phụ dùng áo mưa che tạm giữa đường, làm bác sĩ đỡ đẻ bất đắc dĩ. Sau khoảng 10 phút hướng dẫn hỗ trợ sản phụ, cuối cùng cháu bé cũng được chào đời ngay bên lề đường. Ngay cả hai mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh, tôi và nhiều người chứng kiến ở đó mừng muốn rơi nước mắt, chị Ly kể lại. Sau khi hỗ trợ sản phụ vượt cạn thành công, chị Ly đã trực tiếp chạy xe máy đến trạm y tế xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng nhờ các y bác sĩ của trạm y tế đến hỗ trợ sản phụ trở về trạm y tế xã Trà Lâm. Chị Ly thổ lộ, giờ mà kể lại tôi vẫn còn hồi hộp vì vừa đỡ đẻ vừa run, nhưng lúc ấy không kịp thời hỗ trợ sản phụ thì rất nguy hiểm cho cả người mẹ và đứa bé. Đây là lần đầu tiên tôi đỡ đẻ giữa đường, xung quanh núi rừng, mưa gió bao phủ như vậy. Bác sĩ Hồ Ngọc Hùng làm việc ở trạm y tế xã Trà Lâm cho hay, sau khi sản phụ Hồ Thị Giang được người đi đường hỗ trợ đỡ đẻ và trở về trạm y tế xã Trà Lâm, các bác sĩ đã cắt dây rốn cho cháu bé, đồng thời tiêm thuốc hỗ trợ cho sản phụ. Sau khi chăm sóc y tế, sản phụ đã được đưa về nhà ở xã Hương Trà để gia đình chăm sóc. Sức khỏe của sản phụ và cháu bé đều rất ổn định, cháu bé được hạ sinh có cân nặng là 2,9kg. Hành động hỗ trợ sản phụ đỡ đẻ ngay bên đường của chị Nguyễn Thị Yến Ly đáng được biểu dương, ghi nhận. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.